Theo thông báo của Hội đồng thi số 38, có 253 thí sinh ở 24 trường có cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai được miễn thi bài thi môn ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong đó có 7 thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 3, tương đương trung cấp, còn lại là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 4.0 trở lên. Theo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào tháng 4 năm 2023, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc tương đương cấp trước ngày 10 tháng 9 năm 2022 và sau ngày 11 tháng 11 năm 2022 sẽ được miễn thi và tính điểm 10 môn tiếng Anh khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Hạn sử dụng chứng chỉ ít nhất tới ngày 27 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho phép thí sinh đã hưởng quyền miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông được đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 để sử dụng kết quả xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 6 tới, Gia Lai có 22 thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ khác môn tiếng Anh, trong đó tiếng Trung Quốc có 17 thí sinh, 2 thí sinh đăng ký thi tiếng Nhật và 3 thí sinh đăng ký thi tiếng Hàn Quốc.